năm không gian bí mật ẩn giấu bên trong các địa danh nổi tiếng. Có những địa danh không đơn thuần chỉ vẻ bề ngoài mà chúng ta thường thấy, mà ẩn chứa đằng sau nó là những bí ẩn thú vị. Hãy cùng khám phá những không gian bí mật được giấu kín ở năm địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Và nếu có dịp đến những địa điểm này, bạn hãy kiểm chứng lại xem nhé. Phòng bí mật ở núi Rushmore của Mỹ. Núi Rushmore ở bang South Dakota là một trong những khu vực nổi tiếng nhất ở Mỹ, nhưng ít ai biết rằng phía sau bức tượng granite phác họa chân dung tổng thống Abraham Lincoln lại có một căn phòng bí mật. Khi thiết kế khu tưởng niệm này, ngoài chân dung các vị tổng thống, nhà điêu khắc Gustav Berglund còn muốn tái hiện lại một vài khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Những kế hoạch này không thể hoàn thành. Thay vào đó, Gustav đã cho xây dựng một căn phòng ghi chép để ghi lại lịch sử của nước Mỹ cùng những bản hiến pháp cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, Gustav đã mất trước khi kịp hoàn thành công trình và mãi đến năm 1990, công trình này lại được tiếp tục và đã được hoàn thành. Nhưng tiếc thay, ngày nay, du khách rất khó có thể đặt chân vào đây. Căn hộ bí mật trên tháp Eiffel của Pháp. Tháp Eiffel là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, được nhiều người biết đến. Nhưng ít ai biết rằng, kỹ sư xây dựng tòa tháp Eiffel đã xây cho riêng mình một căn hộ ngay trên đỉnh của tòa tháp vào năm 1889. Hiện tại, khi du khách lên đến đỉnh của tòa tháp không chỉ để ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp của thành phố Paris thơ mộng, mà còn tham quan căn hộ bí mật của kỹ sư Gustave mới chỉ được mở cửa cách đây không lâu. Nội thất bên trong căn phòng hầu như đều được giữ nguyên hiện trạng và có thêm tượng sáp của kỹ sư Gustave, con gái ông và nhà phát minh vĩ đại người Mỹ Thomas Edison. Căn phòng bí mật trong bó đuốc trên tượng tay nữ thần tự do. Ngày nay, bất kỳ ai đã từng đến thăm tượng nữ thần tự do đều nhận ra rằng họ có thể leo lên cao hơn vương miện của nữ thần, nhưng không được phép. Thực chất trước năm 1916, du khách vẫn có thể bước lên căn phòng nằm bên trong ngọn đuốc trên tay nữ thần để ngắm toàn cảnh thành phố. Song, khi chiếc cầu tàu nối đảo Black Tom với thành phố Jersey bị các đặc vụ Đức dùng bom phá hủy, một vài mảnh vỡ trong vụ đánh bom đã bay ra ngoài, đã đâm vào cánh tay của bức tượng, làm cho kết cấu bị phá vỡ, khiến con đường dẫn lên căn phòng trên ngọn đuốc trở nên không an toàn. Chính vì điều này mà chính phủ đã ra lệnh cấm tiếp cận căn phòng bí mật kia. Hầm bí mật trong tượng Leonardo da Vinci ở Roma. Tọa lạc tại sân bay Fiumicino, bức tượng đồng nổi tiếng Leonardo da Vinci cao 18m là biểu tượng chào đón các chuyến bay đến và đi tới Roma. Những điều bí ẩn của công trình được cất giấu trong suốt 46 năm, mãi mới phát hiện năm 2006. Khi đó, người ta phát hiện một căn phòng bí mật nằm ẩn bên trong công trình. Tại căn phòng, họ tìm thấy hai văn bản bằng tờ giấy da. Trong đó, một bản gồm nội dung chi tiết về lịch sử vùng, viết bằng tiếng Latin, bản kia là danh sách những người dự buổi lễ khai mạc. Ga tàu điện ngầm Crystal Palace, London của Anh. Biết dưới tuyến đường A212 của London, ẩn chứa một công trình được xây dựng từ thời nữ hoàng Victoria, mà ít ai biết đến sự tồn tại của nó cho đến thời gian gần đây. Năm 1865, nhà ga mái vòm Crystal Palace là một trong những trạm dừng trên tuyến đường tàu High Line của thành phố, cho đến khi nó bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn năm 1936. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, tàu điện ngầm này đã được sử dụng làm nơi trú ẩn của máy bay đột kích. Sau đó, nơi này bị đóng cửa năm 1954 và bị phá hủy năm 1961. Trong vài năm qua, người dân địa phương đã cố gắng gây quỹ để sửa chữa lại cấu trúc mái vòm của nhà ga để thu hút khách du lịch.